cho bạn các cái bộ pin Miyoki M12 thì cái đế sạc của nó sạc gốc thì nó hơi lằng nhằng. Thì ở trong một số cái video từ lâu rồi tôi đã có một cái phiên bản để làm cái đế sạc cho pin Miyoki này, nhưng mà sử dụng một cái sạc đa năng iMac V6. Thì ở đây trong video này là tôi có một cái phiên bản nâng cao của cái bộ sạc. Đầu tiên là cái phiên bản gốc đã được làm lại. Thì trong cái phiên bản cũ hồi xưa thì cái tiếp xúc hai cái chân C1 C2 này nó hơi lỏng. Thì trong cái phiên bản này tôi đã thiết kế lại cái đầu sạc và cái chân đầu này nó sẽ chặt hơn rất là nhiều. Đối với cái phiên bản này chúng ta sẽ cần một cái sạc iMac B6 để chúng ta sạc. Thì cái bộ nguồn nó sẽ gồm có cái chân nguồn chính này. Thì cái chân này nó bạn sẽ được thêm một cái đầu nữa để bạn có thể gắn với cả iMac V6. Trong trường hợp bạn không có thì bạn có thể gắn hàn vào hai cái đầu này. Đây là đầu ra của nó, kèm thêm một cái đầu gắn với XT60. Thực sự chúng ta không cần tới XT60 trong trường hợp này, bởi vì cái dòng sạc nó khá là nhỏ, nó khoảng độ 2-3A, khoảng tầm 2A đổ lại thôi. XT60 thì hơi lớn, tuy nhiên thiết kế cái này cho nó gọn. Tiếp đến nữa là cái bộ cáp cân bằng. Thì trong trường hợp này bạn sạc bằng cách là bạn đặt và bạn cắm cái này vào cái cốc sạc kiểu này. Đấy. Thì đây là cái dạng phiên bản cũ mà hồi xưa tôi đang thiết kế, và tôi thiết kế lại để cho cái tiếp xúc nó chặt hơn, rất là chặt hơn, tốt hơn so với cả phiên bản cũ. Cái dạng thứ hai là một cái bản nâng cao nhỏ của cái bản vừa rồi. Ở đây tôi thiết kế thêm cái đồng hồ đo vôn để chúng ta có thể biết được là cái điện áp của bộ pin hiện tại là bao nhiêu. Gắn vào thì nó sẽ là như này. Còn phía trên thì chúng ta vẫn sạc với cả đầu sạc liên quan đến iMac B6. Tức là bạn sẽ cần một cái iMac B6 để bạn điều khiển sạc cân bằng. Còn trong trường hợp bạn không muốn sạc cân bằng thì bạn có thể dùng thẳng cái chân âm dương này để cắm vào một cái nguồn 12,6V. Vậy có sạc một cái nguồn 12,6V kiểu như một cái sạc đa năng này. Tất nhiên trong trường hợp đấy thì bạn sẽ không sạc cân bằng được, mà nó chỉ là sạc đầy pin thôi. Nếu mà pin bạn cần, trong trường hợp cần gấp thì bạn có thể sạc theo kiểu vậy. Còn nếu mà có thời gian thì bạn nên cắm qua iMac V6 để bạn sạc cân bằng. Đấy là những cái bạn mà có cái bộ sạc iMac V6. Sắp tới thì tôi sẽ làm một cái phiên bản nữa của bộ sạc này mà chúng ta có thể sạc thẳng, không cần iMac B6, sạc thẳng điện âm dương. Còn hiện tại cái bộ này thì cái điện âm dương nó sạc thẳng một bộ 3 pin, như vậy nó sẽ không bảo vệ từng cell. Tức là nếu mà trong trường hợp bạn sạc có một cái cell nào đó điện áp trên 4,2V và nó bị mất cân bằng thì việc sạc như vậy nó sẽ có thể làm hỏng pin. Do đó bạn nên sạc cân bằng. Cái việc mà sạc trực tiếp chỉ trong trường hợp bạn cần gấp, và cái đấy là sạc trong điều kiện khẩn cấp, chứ còn không phải là một cái phương án trong trường hợp dài. Trường hợp dài hạn thì bạn nên sạc kèm theo cái dây sạc cân bằng. Còn sắp tới của tôi thì sẽ có thêm một cái mạch quản lý sạc luôn, tức là bạn sẽ không cần phải dùng đến iMac V6 nữa. Thì cái bộ đấy tôi sẽ ra mắt trong cái thời gian sắp tới. Hiện tại chúng ta sẽ có hai cái phiên bản, một phiên bản cải tiến một chút của cái bộ sạc. Tức là thay vì hồi trước chúng ta cắm này thì bây giờ chúng ta sẽ lần ngược lại, nhìn cho nó gọn. Và cái dây bây giờ nó sẽ dễ gắn vào cái iMac B6 hơn so với cả phiên bản hồi xưa. Phiên bản hồi xưa dính keo trông rất là xấu, thì cái phiên bản bây giờ tôi thiết kế lại mặt ốc nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều, chỉnh chu hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.